chứ đừng có một cái lỏng lẻo nào hết. Thì đối với mình á, là khi mình chia sẻ với anh chị á, là khi mình biết được em quay vào tháng 3 năm 2008, và ngày đó mình nghe cái kinh doanh nhưng mình không có một cái sự gọi là hấp dẫn gì với mình hết, và mình đã bỏ lơ nó đi. Nhưng là vẫn đó là do cái duyên của sự may mắn. Và đến tháng 6 năm 2008 mình có dịp đi Malaysia, và ở cái Malaysia mình nghe cái câu chuyện thành công của một số cái người ở tại Malaysia và ở Thái Lan, và những cái câu chuyện đó đã làm cho mình thấy được em quay nó không giống như những gì mình nghĩ. Và từ đó mình có niềm tin hơn vào em quay, và mình dành thời gian bắt đầu mình đi tìm hiểu về sản phẩm, mình đi tìm hiểu về những cái thông tin liên quan đến em quay. Và sau khi có cái thông tin liên quan em quay á, thì các anh chị biết không, thì mình bắt đầu mình quan tâm là mình về nhà, thì lập tức là mình cần phải biết á, là cái sản phẩm hôm nay á, là mình đã nghe, mình đã thấy đi demo, nhưng cái niềm tin nó chưa đủ 100%. Mình phải trải nghiệm các anh chị. Chính cái trải nghiệm mình nó mới cho 100%. Do đó mình mới quyết định là mình quay về nhà của mình á, là mình bắt đầu mình thay đổi. Mình sẽ thay đổi á, là từng bước một mình thay đổi. Đó, từng cái thay đổi, tức là ở nhà mình á, là có cái món gì là mình thay đổi đó. Đầu tiên á, là mình thay đổi cái kem đánh răng. Sau đó mình cứ cơ hội là dùng thử cái sản phẩm là Nutrilite, là viên Daily. Và cái viên Daily rất là kỳ diệu, sau là gọi là 5 tuần thì mình cảm nhận nó có sức khỏe của mình có sự thay đổi khác biệt. Và như vậy á, cái gì mình bắt đầu mình quyết định là thay mình đi học. Đầu tiên mình chỉ thay một vài món thôi, nhưng là khi mình đến lớp học á, thì thầy nói á, là đây là kinh doanh của mình phải tự hào với nó. Mà mình đã tự hào với nó thì mình không thể nào mà ở cái mình đang bán cái sản phẩm gì mà mình lại không có dùng cái sản phẩm đó. Do đó cần phải là tiêu dùng 100% những cái sản phẩm mà ở công ty đang có bán. Do đó mình nghe thầy nói gì là lập tức mình về mình thay đổi hết liền. Như vậy ở trong nhà của mình á, là mình có điều kiện gì mình thay đổi đó. Đầu tiên mình thay đổi ví dụ như là chai nước giặt nè, rồi xong mình LOC nè, rồi xong đến nước rửa chén nè, rồi đến chai sữa tắm nè. Mình cứ thay dần 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 các anh chị, không phải một lúc đâu, mình cứ thay dần. Như vậy á, sau 1 năm mình đã hoàn thành, coi như là mình thay toàn bộ những cái sản phẩm có gì ở trong nhà nhìn mình là mình thay hết. Và mình cho mình trải nghiệm luôn tất cả những cái sản phẩm mà trước giờ mình không có nhu cầu xài. Chẳng hạn như là mình chưa bao giờ xài cái gọi là sữa rửa mặt, nhưng là mình cũng bắt đầu mình mua sữa mặt về mình thử, dưỡng ẩm rồi tẩy tế bào chết, cái thứ gì mình cũng thử hết, bất cứ sản phẩm nào cũng thử. Và mình nghe một cái câu chuyện nó rất là hay của một cái anh đó là bây giờ là Diamond, và anh đó là giữ vị trí là một cái người là cái quản lý một cái nhà hàng rất là lớn ở Úc. Và sau khi anh nghe cái cơ hội kinh doanh em quay xong á, thì anh rất là thắc mắc là tại sao sản phẩm làm được như vậy, mà anh thấy người ta làm demo thì anh nói có thể đó là magic, đó là một cái trò ảo thuật, nên là anh muốn phải trải nghiệm thử. Và anh quyết định anh mua sản phẩm về. Anh làm cái gì nè các anh chị, anh mua cái chai nước giặt về, anh lấy 2 cái vớ, 2 cái vớ mà anh mang lâu ngày rồi đó. Một cái vớ là anh cho vào một cái ngâm với lại cái bột giặt thông thường, một cái là ngâm với cái là SA8. Và qua một đêm anh phát hiện ra là cái thằng kia nó có mùi hôi, còn cái này là nó sạch. Nên anh ấn tượng đầu tiên. Và thứ hai là anh là chia cái chỗ mà chén dĩa của nhà hàng ra làm 2 phần. Và anh bắt đầu là hai tay là một tay đeo cái găng, một tay đeo găng, một tay đỡ không, và rửa bằng cái dishrag của em quay. Và rửa xong hết nửa cái đó xong anh bỏ qua, bắt đầu anh thay cái tay găng tay từ bên phải qua tay trái, và anh rửa với cái nước rửa chén thông thường. Và sau khi cái cảm nhận của lần rửa đó, anh cảm thấy wow, phải nói là cái sản phẩm như vậy á, là nó quá tốt. Và quá tốt gì á, anh rất là hào hứng và anh làm một mạch luôn. Chỉ có 3 năm sau ảnh lên đây mình. Đó, mình cũng vậy, mình nghe cái câu chuyện đó mình rất là ham muốn thành công, nên về mình thử hết, từ tay mình giặt, từ tay mình lau nhà, từ tay mình rửa chén, tất cả mọi cái sản phẩm mình đều phải từ tay làm hết. Và đây là giống như nhà mình là đây là ở cái góc là góc bồn rửa chén là cái gì đó. Mình đầu tư những cái sản phẩm gì em quay, cả cả những cái sản phẩm ở em quay mà gọi là Việt Nam chưa có. Mình cũng mua, mình cũng đặt mua, gọi là tình yêu em quay của mình là một tình yêu 100%.
mình chỉ thích xài em quay thôi, và đi đâu cũng mang phải sản phẩm em quay. Còn kem đánh răng á, mang theo kem đánh răng thôi, mà không có kem đánh răng em quay cảm thấy mà phải sử dụng một cái kem đánh răng khác là cảm thấy không không happy lắm. À, đó các anh chị phải tình yêu như vậy. Đây là những cái hình mà mình mới chụp ngày trưa ngày hôm nay thôi anh chị, mà cái sản phẩm này mình đã dùng 12 năm nay rồi, à, không bao giờ sử dụng một cái sản phẩm nào khác. Đây một cái góc mà gọi là chỗ rửa mặt của gia đình nhà mình, đó đầy đủ tất cả các sản phẩm. Các anh chị thấy từ A tới Z là chỉ có em quay và em quay thôi. Và các anh chị biết là nhà mình welcome tất cả các bạn đến, ai mình cũng welcome đến hết, à, mà người ta đi từ trong ra ngoài, đi từ dưới lên trên lúc nào cũng thấy em quay. Đó, à, và như vậy á, mình á là thay sản phẩm, mình dùng cái sản phẩm, à, để mình biết được cái sản phẩm nó ra sao, à, mình dùng xong á là mình cảm nhận, à, nó tốt, tự nhiên mình có hào hứng. Do đó khi mình chia sẻ mình rất là tự tin, à, và mình làm cái demo này á là không biết bao nhiêu là gọi là ngàn lần rồi các anh chị, à, đó chia sẻ nhiều đến cái mức mà gọi là đến bây giờ mình vẫn nói là chia sẻ cực kỳ thành thục, à, chia sẻ đến lãnh đạo ngân còn coi như là cái mặt còn vẫn hớn hở lên đó các anh chị. À, đó các anh chị phải làm sao mà cái người xem Minh Họa mà người ta phải hưng phấn như vậy đó là các anh chị sẽ thành công cái gì không? Ok, tức là mình cảm nhận á là mình cứ thế mình chia sẻ á, do đó các anh chị tôi chia sẻ cái cảm nhận của tôi mà cái hồi mà tôi thích cái nước giặt, à, khi đó hồi ngày xưa ở nhà tôi đó là có người giúp việc và giặt đồ là người giúp việc họ làm. Tôi mua cái chai nước giặt về á là ban đầu á là tôi cũng có một cái là chủ quan, à, là đưa cái chai nước giặt cho cái cô này giặt, à, và hỏi sao thì cô nói nó không có bọt, à, rồi gì đó là một số cái phản ứng là cô không có hài lòng mà mình cũng không để ý. Nhưng là một tháng sau đó thì đến Tết và cái cô này á là cô xin về Tết trước và ở nhà mình á là cuối cùng hai vợ chồng mình phải lo hết tất cả mọi cái. Như vậy mình á là nhận nhiệm vụ là lau nhà và giặt đồ, à, và mình á lấy hết tất cả đồ mình ngâm, à, và trong lúc mình ngâm á mình tranh thủ mình đi lau nhà, à, nhưng là khi mình quay lại á thì mình phát hiện á là cái thau đồ của mình á nước nó đục ngầu, à, à, nước nó rất là đục quá trời đục luôn. Nên xong á là mình dỡ lên, à, và mình đổ đi mình giặt lại, mình thấy trời ơi sao cổ áo mọi cái thứ đều nó sạch rồi. Trời ơi, lúc đó các anh chị biết không, nó hưng phấn ghê luôn, vô cùng hưng phấn luôn. Trời ơi, và từ cái hưng phấn đó các anh chị biết không, là bắt đầu mình đi ra ngoài mình quyết định là gặp ai mình cũng phải chia sẻ cái này, tại vì nó tốt quá, nó tốt đến như thế này mà mình không chia sẻ là không được, chịu không nổi. À, cái gì à? Nên là lúc này á trong xe của mình á, mình nhớ mình đi cái xe mà nó có cái cốp nhỏ nhỏ thôi, nha, à, là chiếc Viva đó, là trong cái cốp đó lúc nào mình cũng để hai chai nước giặt và hai cái chai gọi là tẩy, à, đó mình để ở trong đó, mình đi gặp ai là mình coi như cũng có đồ demo, mình lấy ra là mình demo. Và các anh chị biết không, nó cái hưng phấn này hào hứng đến độ là coi như mình chia sẻ quá hào hứng đi, nên là người ta nghe xong là người ta chỉ muốn mua thôi. Và cái tháng đó mình bán được coi như là 23 chai nước giặt, à, đó các anh chị. À, tức là mỗi người mua có chai thôi, không có hai chai đâu nghe anh chị, mà bán 23 chai thông qua demo các anh chị. Đó là sức mạnh của cái việc gọi là niềm tin, à, khi mình niềm tin mạnh mẽ bao nhiêu á thì mình cách ảnh hưởng được người ta bao nhiêu, à, và bất cái sản phẩm tôi nói các anh chị á, những cái sản phẩm ví dụ như Anlo OC và Disrupt á, mình demo lúc nào á là mình đảm bảo là người ta phải muốn mua thôi, à, đó tại vì thực tế nó quá tốt đi. À, do đó mình á, là mình rất là thích với cái demo, và gần như là những cái demo gì nó xuất hiện ra là mình cũng nghiên cứu mà mình tự làm hết và mình biết làm demo hết. Đó, cảm nhận sản phẩm nó rất là quan trọng. Mình nhớ đó là cái ấn tượng sâu sắc nhất của mình, đó là chính là với nước giặt nha. Và như vậy á, là như vậy cứ chia sẻ thôi. Thì lúc này á, là từ cái cảm nhận chân thành rồi, cái lòng chân thành mình muốn chia sẻ điều tốt đẹp với người khác, mình như vậy từ lúc đó mình hãy đi chia sẻ với người nhà của mình, người thân của mình, anh chị em của mình, à, và bạn bè của mình. Và các anh chị ơi, trong quá trình mình chia sẻ vậy có người đồng ý và có người không, mà chứ không phải là ai cũng đồng ý. À, sự thật với bạn á là bản thân mình nè, bạn bè của mình á, mình liệt kê ra danh sách á là tính mấy trăm, mà nhưng cho tới bây giờ á thì mình hình như là không có cái khách hàng nào của mình hiện giờ là bạn của mình hết á. À, mà rồi trong người thân cũng vậy, người thân là cuối cùng á, là trong tất cả người thân là có em gái là lãnh đạo Nhã Thu á, là đồng hành với mình, à, còn lại á là dùng một chút hoặc là thích một chút chứ còn không có làm, mà thậm chí còn có người phản đối nữa. À, thì đó là chuyện bình thường, không có ảnh hưởng gì hết. Mình tiếp tục mình đi ra ngoài, mình đi làm quen người lạ,
mình làm quen, mình tập làm quen người lạ, mình cứ chia sẻ, mình thấy tốt là mình chia sẻ, mình rất là chân thành, mình cứ thế là cứ thế mình chia sẻ như vậy, cứ chia sẻ liên tục á, thì sau 5 năm á thì mình lên được là Emerald, và thu nhập là đủ tốt, và hệ thống càng ngày càng bền vững. Và bây giờ thì trong suy nghĩ của mình là mình mong muốn là tìm cái cách nào giúp cho tất cả các bạn á là mới vô là kiếm được tiền, không có quá vất vả giống như như mình ngày xưa. Nhưng là các chị ơi, thực ra làm em quay nó không có vất vả, vất vả nằm ở chỗ là tại mình không tin, còn mình đã tin rồi, mình hào hứng rồi, là nói đâu là chúng đó, nói đâu là chúng đó, là các chị ạ. Do đó là mình rất là hãnh diện tự hào. Do đó ở trong cái nhà mình á, mình mua được cái nhà này cách đây khoảng 5 năm ha, thì mua cái nhà đầu tiên, mình nghĩ đầu tiên á, đó là mình đặt bốn cái poster này nè các chị, bốn cái giá trị là cơ bản của quay: tự do, sự lựa chọn, gia đình, hy vọng và tưởng thưởng. Là mình đặt bốn cái này rất là trang trọng bằng kính đàng hoàng, đó là mình rất là trân trọng với kinh doanh. Và trong nhà như mình á, là mình làm một cái tủ gọi là sản phẩm của mình á, là lúc nào cũng ngay cái đặt ngay cái chỗ mà mình hay sinh hoạt nhiều nhất, mình thấy nhiều nhất, để gì mình nhớ đây là cái kinh doanh của mình, đây là những cái sản phẩm tốt, đây là những cái thứ mà mình phải nhất định là mình đã trao giá trị cho những người khác. Đó là lúc nào mình cũng có thấy hiện diện cái đó phòng của phòng gọi là phòng ăn, phòng sinh hoạt của nhà mình đó, và có nguyên một cái hình nữa là công ty em quay có lùng như vậy đó ở trong nhà đó. Các chị có thấy không, đối với em quay là cái niềm tin, gọi là cái sự mà gọi là tin tưởng, hãnh diện, tự hào với là cái công việc kinh doanh của mình đó, là mình làm gì là hết mình luôn. Cho nó kết thúc lại đó, với cái điều mà mình muốn chia sẻ các bạn á, làm em quay nó cái khởi đầu á là mình phải giải quyết được hai điều. Điều thứ nhất đó chính là tại sao phải làm kinh doanh, và điều thứ hai là tại sao phải làm em quay, tức là mình phải có một niềm tin thật sự là mạnh mẽ ha. Và bắt đầu khi có được điều đó thì mình có thể là quy về gọi là bốn cái từ thôi, các anh chị không cần nhớ nhiều. Bốn cái từ là hãy bắt đầu bằng những việc đơn giản, đó là mình thay cái nhãn hiệu, cái sản phẩm mà mình đang dùng, ví dụ kem đánh răng mình đang dùng là của những cái nhãn hiệu khác, mình hãy thay đổi qua glitter từ nước lau nhà của những cái hãng là như là Vimix gì đó, mình thay đổi qua thành là LOC mình cứ thay đổi cái nhãn hiệu thôi các anh chị. Thực sự các anh chị, đôi khi tôi làm á, tôi thấy một số các anh chị có suy nghĩ như thế này nè: đợi hết cái sản phẩm mình đang dùng đi rồi hãy mua. Nhưng các anh chị ơi, cơ hội mà, mình đừng có bao giờ đợi, mình cứ mua về đi. Thứ nhất là nó tốt hơn, nó rẻ hơn, nó tiết kiệm hơn rất là nhiều, thì mình cứ mua đi. Tự nhiên tại sao mình cố gắng sử dụng cái hóa chất mà nó độc hại, mà mình biết nó độc hại mà mình vẫn cứ cố gắng xài, mình tiết kiệm để làm gì vậy? Thôi cái đó mình đem đi cho người khác đi, nó còn là tốt hơn. Mình cho người ta quan tâm, rồi sau đó là người ta còn thắc mắc là tại sao là cái này anh lại cho. Thì lúc này mình mới nói là bây giờ tôi kiếm được một cái tốt hơn rồi, nên là tôi không có dùng nữa. Nếu mà chị muốn dùng thì dùng, còn nếu mà chị muốn quan tâm á, muốn biết tôi dùng cái gì á, thì qua đây tôi nói cho nghe. Mình lại có lý do để mình nói xong mình bán được hàng, mình kiếm được tiền lời á, nó coi như là bằng luôn cả cái sản phẩm mình bỏ đi. Nên đừng bao giờ tiếc cái sản phẩm cũ cái gì ơi, đừng có tiếc. Tôi thấy nhiều người hay tiếc cái sản phẩm cũ. Đó, mình thay, mình nói là mình dùng, mình trải nghiệm, tức là mình hãy trải nghiệm từng cái sản phẩm. Và trong rất là nhiều sản phẩm, hiện tại em quay có 200 cái sản phẩm vậy á, thì mình coi cái sản phẩm nào mà mình cảm thấy mình tâm đắc nhất, mình cảm thấy mình gọi là hào hứng nhất. Cũng giống như cái tôi mà lúc nãy tôi chia sẻ cái gọi là cảm nhận của việc là xài nước giặt đó anh chị. Mình hào hứng thì mình chia sẻ cái đó, còn hiện tại định vị của tôi nó khác. Định vị của tôi bây giờ là tôi rất là hào hứng cái sản phẩm dinh dưỡng. Bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa tôi mất sức khỏe trầm trọng luôn đó anh chị. Tiểu ra máu, đại tiện ra máu, đi lên hai cái lầu là mình muốn ngáp luôn á, nói không hết một câu. Nhưng là sau khi sử dụng cái Nutrilite á, sức khỏe tôi hồi phục lại hoàn toàn. Các chị không, lúc nãy giờ nói mà lúc là tràn đầy năng lượng, hào hứng quá trời luôn, không biết mệt là gì hết, càng nói càng hào hứng, càng nói càng tràn đầy năng lượng đó các chị ha. Mà tôi giờ như lên núi đó, tôi ra leo núi là 500m ở núi Chí Trang Gia Lào, tôi đi rồi đi một mặt đi lên một mặt đi xuống mà không thấy mệt. Do đó tất cả những cái điều đó nó nhờ dinh dưỡng Nutrilite đem lại đó anh chị. Do tôi yêu cái Nutrilite và tôi tin tưởng Nutrilite lắm, và 12 năm qua cùng với Nutrilite tôi không phải dùng một cái viên thuốc tây nào hết. Do đó là từ cái trải nghiệm bản thân, từ cái sự tự tin với bản thân như vậy á, thì tôi bắt đầu tôi mạnh dạn tôi đi chia sẻ với mọi người. Bây giờ tôi trong người tôi không có một cái căn bệnh gì á mà
mà gọi là những cái phổ biến mà trước đây tôi có đó, là nó disappear hết rồi, nó biến mất hết rồi đó. Do đó là thay mình dùng, mình biết là nó thực sự nó quá tốt rồi, thì bắt đầu giờ mình cứ mở miệng thôi, mở miệng à, đi đâu cũng nói bắp, không sao hết. Ngày xưa tôi nói anh chị á, là ngày xưa không, như là không có sợ chết à, không có sợ gì hết, tại vì mình quá hào hứng, quá tin đi, nên là cứ nói, gặp ai cũng nói, đi xe ôm nói, đi taxi nói, ông taxi ôi trời ơi, tôi nói là đánh chàng nhân này hại đó. Mà nhờ gì á, là mình quen được rất là nhiều người mới, mình có rất là nhiều người bạn mới, và cũng rất là nhiều người ghét mình à, nhưng không quan trọng à, tôi nói là cái người ghét mình á, cái người á là người ta không có giúp được mình, mình khó khăn mình họ không có giúp được mình, nhưng là mình á là vì ước mơ của mình phải thực hiện, và đến nay cái sự thành công là nó đã báo đáp cho mình vì những cái gì là mình đã dám tin và mình dám làm, mình dám hành động mà nó có. Cho các anh chị ơi, bắt đầu với em quay bằng cái bốn cái từ thôi: thay, dùng, biết, nói. À, đó, các anh chị đi đúng bốn cái trình từ này thôi thì chắc chắn các anh chị sẽ bước qua một cách rất là dễ dàng. Tôi thấy rất là nhiều anh chị còn đang do dự ha, chưa có dùng đủ nhiều sản phẩm, thậm chí là chưa dùng sản phẩm và muốn bán hàng mà không mua sản phẩm để dùng, thì các anh chị á khó thành công lắm. Làm sao mà các anh chị có được năng lượng hào hứng giống như tôi được? Các anh chị hiểu không ạ? Khi nào các anh chị luyện được công phu mà có năng lượng hào hứng giống như tôi như thế này, thì tôi nói là đánh 100 trận là phải thắng đến 90 trận. Các anh chị có tin không? Tôi có khả năng tự tin là đánh 90 trận là thắng à, tỷ lệ thành công 90%, mà tôi tự tin hoàn toàn như vậy đó các anh chị à. Và tôi tin rằng là qua cái BTC này á, là các anh chị sẽ học được rất là nhiều điều hay à, các anh chị sẽ ngộ ra được nhiều thứ, và các anh chị sẽ gặt hái được thành công à, và chúc các anh chị gặt hái được thành công sau, à, sau cái BTC này à, Go Silver. Oh yes. Yeah, ok. Wow, quá tuyệt vời các anh chị ơi. Hãy cho một tràng pháo tay online cho lãnh đạo hiếu của chúng ta đi. Cái màn hình nó muốn cháy rồi. Trời ơi. Vâng, cảm ơn phần chia sẻ tuyệt vời của anh Hiếu. Thật sự là đồng hành với anh Hiếu đã được 8 năm rồi đó. Và Ngân cũng có rất là nhiều cái cơ hội được ở bên cạnh anh nhiều hơn tất cả các anh chị ở đây rất là nhiều. Nhưng mà đến hôm nay được nghe anh, và mặc dù là nghe online thôi đó nha, mà Ngân cũng đang bị gọi là đốt cháy bởi năng lượng của anh Hiếu. Các anh chị có thấy là năng lượng của lãnh đạo Hiếu tuyệt vời không ạ? Vậy thì các anh chị chỉ cần làm sao mà mỗi ngày cái năng lượng tự tin của trong người các anh chị mà được bằng như lãnh đạo Hiếu thôi là các anh chị đã là founder Imoro giống lãnh đạo Hiếu rồi. Các anh chị hãy làm sao tập trung để tăng năng lượng đi, tăng năng lượng sự tự tin của mình à. Rồi các anh chị, thông qua phần chia sẻ của lãnh đạo Hiếu thì chúng ta thấy được rằng là chỉ cần có bốn từ để bắt đầu với Amway, đó là chúng ta thay, dùng, biết và nói về những sản phẩm, những cơ hội và những cái gì cảm nhận của mình về Amway mà thôi. Đó cũng là một bí kíp rất tuyệt vời trong quá trình để làm Amway đó các anh chị. Vậy thì từ đây trở đi là Ngân không muốn nhận nghe được cái câu hỏi nào của các anh chị là bây giờ tôi phải bắt đầu như thế nào nha. Rồi, lãnh đạo Hiếu đã mở được cái câu đầu tiên, cái chìa khóa đầu tiên cho các anh chị, đó là bắt đầu Amway như thế nào. Thì chúng ta hãy dùng sản phẩm, mình thay sẽ đổi sản phẩm mình dùng, rồi sau đó mình đi chia sẻ. Rồi ok ha, các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? Có tuyệt vời không ạ? Nếu có thì lắc tay cho Gấu biết nha. Ok, quá tuyệt vời, cảm ơn anh Hiếu nhiều nha. Chúc anh luôn luôn tràn đầy năng lượng và năm nay bước sang pin mới là Gold Diamond. Rồi xin cảm ơn. Rồi ok, quá tuyệt vời. Ngân nghĩ rằng là theo như lịch trình á, là có khoảng 5 phút để chúng ta thư giãn, nhưng mà Ngân nghĩ cái năng lượng của chúng ta hiện bây giờ nó đang quá cao trào rồi, không cần phải thư giãn đâu các anh chị. Ngân nghĩ là đây là lúc sẵn sàng nhất cho cái chủ đề tuyệt vời thứ hai của buổi tiết 1 ngày hôm nay. Các anh chị biết không, sau 8 năm Ngân cũng đồng hành với Amway, và trong quá trình làm như vậy thì Ngân cũng được nghe từ những người lãnh đạo nước ngoài có, ở Việt Nam có, và Ngân cũng đã gặp được một số anh chị trực tiếp ở ngoài, họ đã thành công ở trong Amway và họ có chia sẻ rằng là thật sự là lúc đầu họ vào Amway cũng cảm thấy hơi không được tự tin lắm, bởi vì nghĩ rằng là mình không có biết nói giỏi nè, mình không có mối quan hệ nhiều nè, nhưng mà đâu đó là họ có chia sẻ và Ngân cảm thấy là
đây là một cái điểm chung của tất cả những người mà Ngân được gặp và được nghe điểm và nghe về họ và đã giúp họ thành công. Các anh chị có biết đó là cái điều gì không ạ? À, và cái điều đó sẽ được coi như là bật mí ngay sau đây, thông qua một phần chia sẻ của một lãnh đạo. Chị ấy là founder Imoro, một người chị mà Ngân cũng rất là ngưỡng mộ, và Ngân nghe được cái phong phanh là trong năm nay là chị ấy sẽ lên Diamond luôn rồi đó. Và chị cũng bắt đầu với Amway cũng rất là tuyệt vời, cũng rất là vui. Và hôm nay thì chị ấy sẽ bật mí cho chúng ta toàn bộ những cái bí kíp mà tự giờ Ngân nói để giúp cho nhiều lãnh đạo mà Ngân được nghe và được thấy trong kinh doanh Amway này. Các anh chị đã sẵn sàng bút viết nha. Và sau đây thì Ngân xin mời phần chia sẻ của lãnh đạo founder Imoro Lê Thị Hồng Thủy sẽ chia sẻ cho chúng ta đó là nguyên tắc ABC để giúp bạn thành công nhanh trong Amway như thế nào. Xin chúng ta hãy chào một tràng. Rồi Hoss ơi, ơi mở mic cho chị Thủy đi nè. Rồi xin chào chị Thủy. Rồi chào tất cả các anh chị. Chào lãnh đạo Hiếu về một bài chia sẻ rất là tuyệt vời, rất là tràn đầy năng lượng.